Giờ chuột đâu ấy? Em nhà tắm á. À, ăn không? Nhưng mà tại sao lại ăn cái quả đấy? Thì buồn miệng ăn chơi thôi. Hơi nhớt xíu nhưng mà ngon. Có cái quả dưa chuột cũng để cho nó ăn mất. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Thời gian là vàng là bạc đó. 43 ngày coi vậy chứ nó qua nhanh lắm. Tụi mình thì lại không có thời gian. Ráng mà hoàn thành xong di nguyện của ba sớm mới còn về lại Sài Gòn làm việc nữa chứ. Ừ, đúng rồi đó. Chứ tôi cũng không có muốn ở đây lâu với mấy cái người không cùng đẳng cấp đâu.